Anh em xin chào các bác. Hôm nay Cường quay giới thiệu đến anh em một mẫu lọc của dàn đại Sony, giá 2.800.000 đồng, hàng bãi Z và đẹp. Mẫu lọc này có đèn nháy rất là sáng luôn. Đây là một mẫu lọc điện tử nên sẽ có rất nhiều kiểu nhạc của máy lưu sẵn hoặc là của người dùng, các bác có thể tự lưu. Nút bấm điều hướng để chỉnh giải âm, bass mid chép rất dễ sử dụng. Bề ngang của mẫu lọc này tầm dài 36 anh em nhé, ghế bề ngang 36cm, lọc dàn đại giá 2.800.000, hình thức còn rất đẹp luôn, góc cạnh. Và đặc biệt mẫu lọc này có đa cấu điện, thường thì mẫu lọc dàn đại nó chỉ điện 100 nhưng con này lại được đa cấu điện nên là dùng rất tiện luôn. Đây đang chạy điện 220 đó. Lọc có đường vào, đường ra, pin out rõ ràng. 8820 Equalizer Sony 902, nó là của bộ dàn đại Sony khủng đấy. Hàng bãi đẹp, zin tuyệt đối cho anh em. Tôi sẽ chỉnh nhạc qua để anh em tham khảo. Con này nó có cái đèn quắc sáng quá, đèn quắc quá bắt mắt luôn. Đây là hệ từ 1 đến 5 anh em nhá. Hệ từ 1 đến 5 này. Khi nó sáng ở hệ từ 1 đến 5 thì anh em sẽ bấm được từ 1 đến 5 ra các khung nhạc tương ứng. Tại vì đang bấm sáng ở 1 đến 5 nên 6 các bác không bấm được. Các bác muốn bấm 6 thì các bác bấm vào select 10 này. Đó, thì nó ra các hệ còn lại từ 1 đến 10 luôn. Thế nên là con lọc này anh em không cần sử dụng chế độ của người dùng, có nghĩa là chẳng cần biết lưu cũng được. Các bác sử dụng 6 kiểu nhạc của máy này dùng mê mệt luôn. 5 kiểu nhạc của máy này hoặc là 10 kiểu nhạc của máy này. Bởi vì cơ bản thì khuôn nhạc nó cũng chỉ như vậy. Mình chỉnh kiểu gì nó cũng sẽ lặp lại những cái của máy. Đó. Tôi sẽ chỉnh một kiểu để anh em tham khảo. Đang ghép vào một mẫu đẩy của Joy Sound. Con đẩy này gọi là đẩy voi rừng AP30, hàng mới về đẹp xuất sắc, 4.500.000 đồng. Nó cân loa bass 30 hoặc bass 25, đơn giản loa karaoke anh em nhá. Nếu mà bass 25 thì đánh 2 đôi cho nó bền thiết bị. Còn những cái loại loa bow bass 20 hoặc là loa BK bass 25 đánh đơn giản vào con đẩy này. Khỏe hơn cái mẫu đẩy Dama 100 giá 3.000.000 cửa hàng vẫn bán. Đặc biệt con đẩy này nó có cả nút loudness. Đây là volume, còn đây cân loa. Nó hơn những dòng đẩy khác là có loudness. Gần như là tôi chả thấy mấy khi có con đẩy là có lao lướt anh em ạ. Đèn này đẹp thật. Chỉnh một chế độ cho anh em tham khảo này. Nút nhớ là memory đây. Ấn vào chế độ số 1 này. Nó có chế độ L và R để chỉnh cả hai vế liền một lúc, thì mình sẽ để chế độ L cũng R luôn để dùng nó tiện. Chỉnh đến đâu cảm nhận đến đấy ngay. Chỉnh lên bass này. Lời ấn vào memory, ấn vào 1. Đó. Kiểu số 2 này. 1, đó. Kiểu số 2 đang như thế này. Tôi không thích, tôi lại cho bass xuống nha. Cho bass xuống này. Đó, cho bass thấp xuống. Đó. Cho tép và lời lên một chút này. Ấn vào nhớ memory, ấn vào 2. Đó. 1 này, 2, B, 2 nó như thế này. Dễ hơn cả ăn cơm anh em ạ. Bây giờ cho anh em xem nội thất nhá. Điện đang sử dụng là điện 220, xem bên trong. Nó zin tuyệt đối và nó đẹp xuất sắc. Hàng bãi thì nó là như vậy anh em nhá. Đây là nội thất. Trong một bộ dàn thì cái lọc nhạc là cái giá trị nhất. Lọc nhạc bán còn đắt hơn cả âm ly dàn.
thế nó mới hay. Mặc dù nếu mà so với âm ly thì cấu tạo của nó thì chả là gì, nhưng mà tại vì là âm ly là nhiều hơn so với lọc nên là lọc nó đắt hơn, vậy thôi. Đó là bộ phận chỉnh âm sắc, anh em có thể ghép vào. Nói chung là tầm giá này, mặc dù chất âm nó hay như những mẫu lọc 5-6 triệu, nhưng bởi vì giá nó tầm 2,8 triệu lên vẫn coi là mức bình dân, bởi vì kích cỡ nó sẽ không bằng một cái âm ly dài 42 hoặc 43, thì anh em mua loại này nó sẽ được rẻ và hay. Mất lọ được chai, mất chai được lọ là như vậy. Ok, xin cảm ơn.